Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cà rốt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những nhà giáo trẻ nhiệt huyết với giáo dục chuyên biệt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu các sở, ngành và các huyện, thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến vào các tờ trình, đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình, báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Dự thảo tờ trình phê duyệt về đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017. Phương án phân bổ dự toán 2017 cho các cơ sở đào tạo thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh. Tờ trình về việc ban hành quy định, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. Báo cáo rà soát cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia về dự thảo sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở ý kiến tham gia của đại biểu sở, ngành và các huyện, thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa sớm hoàn thiện các đề án, báo cáo, tờ trình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh và làm rõ thêm sự cần thiết và các căn cứ pháp lý thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình, giao cho Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của đại biểu, phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí cũng đã thống nhất lại một số nội dung trong đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 và phương án phân bổ dự toán năm 2017 cho các sở đào tạo thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh. Về báo cáo rà soát cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đồng chí nhất trí điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách và các điều kiện ràng buộc trong quá trình đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế. Về báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, đồng chí thống nhất cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bám sát định hướng phát triển chung của tỉnh và các ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm, ưu tiên đầu tư. Tất cả các đề án, báo cáo, tờ trình phải được hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Trước đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Sự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình được thành lập theo quyết định 2396 ngày 7 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trên cơ sở sát nhập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông và Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Ngay sau khi được thành lập, Ban Quản lý đã khẩn trương triển khai các thủ tục, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định, đồng thời tiếp nhận, bàn giao và tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông theo đúng kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phải củng cố, cơ cấu lại bộ máy nhân sự, phân công và xây dựng vị trí việc làm theo đúng quy định. Hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao các dự án giao thông đã và đang triển khai, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu, quản lý, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án giao thông, đặc biệt là những dự án giao thông quan trọng đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp và ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình giao cho các ngành xem xét giải quyết theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng đất bãi ven sông thuộc xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, anh Đoàn Trường Vinh vẫn được người dân nơi đây trìu mến gọi bằng cái tên tỷ phú cà rốt khi thuê mượn trên 11 hecta để trồng cà rốt vụ đông. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây vụ đông tiêu biểu này. Đã 3 năm nay,
Anh Vinh gắn bó với vùng đất bãi ven sông này. Hết trồng ngô vụ xuân, vụ hè, rồi thâm canh cây cà rốt vụ đông. Vốn quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, sang thuê mượn ruộng tại đây để lập nghiệp, anh cũng phải đối mặt với bao khó khăn từ đất khách quê người. Nguyện vọng là sẽ muốn cho nhà nước có cái chính sách là cho dài hạn ra. Nghĩa là cho thuê, cho người nông dân thuê đất ấy là dài năm ra, 20 năm hoặc 30 năm gì đấy, nó dài ra thì cái vốn đầu tư của mình nó đỡ phải lo lắng. Này, làm hết rồi mà sắm máy móc phương tiện ra rồi mà không làm thì bỏ nó phí. Vâng, nơi đất khách quê người, anh Vinh đã dựng một chiếc chòi tạm như thế này ở vùng đất bãi ven sông tại xã Quỳnh Hoàng để tích tụ hơn 11 hectare đất và trồng các cây màu vụ đông. Đây quả thật là một tấm gương về vấn đề tích tụ ruộng đất và với quyết tâm làm giàu của người nông dân này. Khó khăn là thế. Với quyết tâm trở thành ông chủ nông dân, anh Vinh đã dần mở rộng diện tích đất bãi này. Ban đầu là 6 hectare, rồi 8 hectare. Và đến vụ đông này là 11 hecta. Anh tập trung đầu tư trồng cây màu. Riêng vụ đông, anh chỉ chuyên canh cây cà rốt, ký hợp đồng với công ty chế biến nông sản Hải Dương để bao tiêu đầu ra. Riêng vụ đông năm ngoái, mỗi sào cà rốt, công ty thu mua với giá 11 triệu đồng. Như vậy, mỗi hecta sẽ là cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng trong vòng từ 3,5 đến 4 tháng. Vậy với 11 hecta hiện nay, cơ hội có tiền tỷ từ trồng cà rốt là điều chắc chắn. Riêng năm 2015 ấy là cái cà rốt cho năng giá trị kinh tế rất cao. Nhưng năm nay anh lại mở tiếp rộng thêm 6 hecta nữa. Đây là cái hướng mà tích tụ dụng đất và đưa cái giá trị kinh tế từ đầu, trên đầu diện tích lên cao. Thì chúng tôi cũng đang là muốn làm sao 32 hecta này dần dần sẽ trở thành 32 hecta cà rốt. Hiện nay, ngoài thu nhập lớn cho gia đình, từ mô hình này mà anh Vinh đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động. Đây chính là mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây vụ đông tiêu biểu, là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ nhất. Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Thái Bình được thành lập năm 1995, tiền thân là câu lạc bộ cựu chuyên gia giúp Campuchia với 75 hội viên. Đến nay, hội đã phát triển gần 180 hội viên. Sau hơn 20 năm thành lập và hoạt động, hội đã có những đóng góp trong duy trì mối đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung với đất nước Campuchia. Hội cũng đã có nhiều hoạt động trong việc giúp đỡ các lưu học sinh người Campuchia đến học tập và sinh sống tại tỉnh Thái Bình. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những ngày tháng lịch sử sống và chiến đấu tại đất nước Campuchia, trao huy hiệu cho các hội viên có thành tích xuất sắc, kết nạp hội viên mới, bàn kế hoạch trong phát triển tổ chức hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và xây dựng mối đoàn kết hữu nghị lâu dài với đất nước Campuchia. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Sáng nay, trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, huyện Vũ Thư kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Thành lập từ năm 1966, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh trong trường luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Liên tục 40 năm qua, trường Trung học cơ sở Xuân Hòa đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, trường Trung học cơ sở Xuân Hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh cho học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2012-2016 và triển khai nội dung thi đua giai đoạn 2016-2020. 5 năm qua, huyện Hưng Hà có 91 trường đạt chuẩn quốc gia, trên 3.600 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Giai đoạn 2016-2020, ngành giáo dục huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của ngành giáo dục. Nhân dịp này, gần 200 tập thể cá nhân của ngành giáo dục Hưng Hà vinh dự được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2012-2016. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho trường Trung học cơ sở Thống Nhất có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2015-2016. Thưa quý vị và các bạn,
Xuất phát từ lòng yêu thương và sự cảm thông cho nỗi mất mát của những trẻ em khuyết tật, có những giáo viên trẻ đã lựa chọn khoa văn hóa chuyên biệt trường trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình làm ngôi nhà thứ hai của mình. Họ đã đem tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Chủ nhiệm lớp 1C với hơn 20 học sinh ở những độ tuổi khác nhau, cô giáo trẻ Lương Thị Duyên Anh gặp không ít khó khăn trong việc quản lý lớp học bởi mỗi em mắc một dạng khuyết tật như tăng động, khuyết tật vận động, chậm phát triển trí tuệ. Khi bắt đầu nhận lớp, điều đầu tiên mà cô giáo Duyên Anh làm không phải là giảng dạy mà là tìm hiểu tính cách từng em để có phương pháp giáo dục phù hợp. Để học sinh nhớ được một chữ cái, cô giáo phải mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để giảng đi giảng lại. Lớp học đôi khi như một nhà trẻ, khi mà học trò hơn 30 tuổi thì oà khóc vì nhớ mẹ, còn học trò từ 10 đến 15 tuổi thì trèo leo nghịch ngợm và trêu chọc các bạn trong lớp. Muốn để các bạn ấy hòa đồng được với xã hội thì mình xuất phát từ chính cái nhiệt huyết của mình. Mình được đào tạo ở cái ngành giáo dục ra là để không phải là để có một công ăn việc làm mà để cho các bạn, để giúp cho các bạn học sinh hòa nhập với cuộc đời, hòa nhập với lại cộng đồng, với xã hội. Cũng tâm huyết với nghề như cô giáo Duyên Anh, cô giáo trẻ Phạm Diệu Linh đã gắn bó với khoa văn hóa chuyên biệt hơn 3 năm nay. Đa số các em đều ở tuổi dậy thì, nhưng tâm trí thì lại như một đứa trẻ. Chính vì vậy, bên cạnh việc dạy các em con chữ, cô giáo Diệu Linh còn kiêm thêm nhiệm vụ một người chị, một người mẹ, dạy các con từ cách tự chăm sóc, phục vụ bản thân cho đến cách giao tiếp với những người xung quanh. Sau một kỳ học thì tôi đã tìm thấy được niềm vui của mình, đó là cái sự tiến bộ của các con từng ngày. Và nhìn thấy cái sự tiến bộ đó thì tôi cảm thấy rất là vui, yêu các con hơn, yêu mái trường hơn. Khoa văn hóa chuyên biệt thuộc trung cấp nghề cho người khuyết tật hiện nay có 11 lớp với hơn 200 em học sinh mắc các dạng khuyết tật về thể chất và trí tuệ. Các em được đào tạo từ lớp 1 đến lớp 6. Đến khi có những kỹ năng cơ bản như đọc, viết, tính toán thì sẽ được chuyển lên học hai nghề phù hợp, đó là nghề mộc và nghề may. Thời gian để đào tạo một trẻ khuyết tật có thể mất từ 5 đến 10 năm, nhưng những người giáo viên đầy nhiệt huyết nơi đây chưa khi nào thấy nản lòng. Thì các thầy cô trực tiếp xuống dưới gia đình các cháu ở dưới các vùng miền trong toàn tỉnh hoặc là tỉnh ngoài thì thấy cái điều kiện của các em, gia đình của các em ấy thì gặp quá nhiều khó khăn. Thế nên là cũng về đây thì các cháu khi mà lên đại học thì các thầy cô cứ nghĩ lại những cái quá trình mà mình đi tuyển sinh thấy các em như thế thì có một cái sự đồng cảm và chia sẻ với gia đình họ. Thế nên từ đó mà cũng có cái động lực trong cái giảng dạy. Ngày 20 tháng 11 sắp đến gần, với những thầy cô giáo ở khoa văn hóa chuyên biệt, quà tặng ý nghĩa nhất là nụ cười, là tiếng đánh phần AA của học trò. Những món quà vô giá đó như một liều thuốc tinh thần để các thầy cô dành trọn tình yêu thương, nhiệt huyết của nghề giáo và sự kiên trì để mang đến điều kỳ diệu cho những đứa trẻ không may mắn. Thưa quý vị và các bạn, nghề làm miến, bánh đa truyền thống giúp người dân ổn định kinh tế. Tuy nhiên, việc tận dụng phơi sấy những sản phẩm này ngay bên vệ đường hay gần những nơi khói bụi đang khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình là việc phơi những phên liếp bánh đa, miến dọc đê tạ Trà Lý của làng nghề xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình như thế này. Miến, bánh đa được phơi ngay vệ đê. Bên kia là bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá. Thường xuyên có các loại phương tiện qua lại hoặc từ bãi vật liệu đi lên tạo ra bụi bẩn. Thiết nghĩ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm có được đảm bảo hay không? Câu trả lời thì đã rõ. Vấn đề chính, để làng nghề phát triển lâu dài, bền vững, thì người dân làng nghề cần xây dựng những lò sấy hợp chuẩn. Đó mới là định hướng sản xuất mang tính bền vững, chuyên môn hóa cao. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.